Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với Bika Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao, có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn. Anh chị em thân mến, thì chúng tôi lại mới về thêm cho các bác một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe máy dầu ở phiên bản Bay, hay gọi là phiên bản tiêu chuẩn các bác nhá. Phiên bản Bay gọi là phiên bản tiêu chuẩn. Các bác thân mến, thì Santa Fe có hai biến thể, một là máy xăng, hai là máy dầu. Và ở phiên bản máy dầu, ở biến thể máy dầu thì đã có 3 phiên bản, trong đó là có phiên bản tiêu chuẩn, có phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp. Về động cơ, hộp số, rồi kết cấu khung gầm, thân vỏ thì của phiên bản tiêu chuẩn nó không có điểm gì khác biệt so với lại dòng xe cao cấp cả, chỉ có thiếu một số những option. Nhưng đổi lại đối với dòng xe tiêu chuẩn này thì nó có giá là cực kỳ vừa tiền, hợp lý các bác nhá. Vừa tiền, hợp lý, hợp ví và hợp giá thành. Đấy, cũng như là gì ạ, xe phải nói rằng là cái chất lượng của dòng xe này và công nghệ, phải nói rằng so với lại những cái dòng xe ví dụ như là Toyota Fortuner, Kia Sorento hoặc là những cái dòng xe Ford Everest, thì cái dòng xe Hyundai Santa Fe này có nhiều ưu điểm hơn. Đấy, trong đó là gì ạ? Trong đó là xe đã được trang bị rất nhiều những cái trang thiết bị phụ kiện. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bác sẽ phải quan tâm đến khá nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngầm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị và các bạn hay không các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đây các bác nhìn này. Về chất lượng thì các bác có thể thấy đối với lại dòng xe này, xe đã trang bị ghế da này, chỉ có thiếu cửa sổ trời toàn cảnh panorama một chút mà thôi các bác nhá. Nhưng bù lại thì nó cái giá thì nó rẻ hơn đến hàng trăm triệu đồng các bác nhá. Rẻ hơn đến hàng trăm triệu đồng. Đấy, và kết cấu khung gầm, động cơ, hộp số thì không có gì điểm khác, không có gì khác biệt cả. Ghế thì vẫn được trang bị ghế chỉnh điện luôn các bác nhá, bọc da chỉnh điện. Đấy, ghế bọc da chỉnh điện. Đây các bác nhìn này. Driver mode, mọi thứ, màn hình DVD, camera lùi. Đấy, hệ thống điều hòa tự động có chức năng clean air. Đấy, đi được 3 vạn rưỡi các bác nhá, đi được 3 vạn rưỡi 29. 3 vạn rưỡi 29 cực đẹp luôn, cân bằng điện tử cũng đã được trang bị rồi các bác nhá. Cân bằng điện tử được trang bị rồi các bác nhìn này. Đấy, hệ thống gạt mưa tự động luôn các bác nhá. Đấy, lẫy chuyển số trên vô lăng được trang bị đầy đủ hết các bác nhá. Lẫy chuyển số trên vô lăng cũng được trang bị đầy đủ rồi. Bác nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0965525989. Và nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe này thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. Xe đang chào bán là 1 tỷ 045 triệu đồng, tức là rẻ hơn so với lại những cái dòng xe khác, cỡ khoảng tầm hơn 100 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá. Số điện thoại 0965525989, hỗ trợ trả góp 70%. Chỉ cần 299 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn.